Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em đi công việc nên em về em không có làm clip kịp cho anh chị em mình. Và bây giờ là cũng hiện tại là 6 giờ rồi đó anh em. Trời bây giờ đã tối rồi ha. À, tới thui tại em bắt đèn nó mới sáng cái khu vực này á nha. Chứ trời đang rất là tối ha anh em, mình có thể nhìn xa ngoài kia nó tối ha. Nó tối. Tại bên đây em bắt đèn là nó sáng trưng à. Thì trong cái quá trình anh em mình nuôi cây anh em mình hạn chế xịt thuốc sâu. Ha. Xịt thuốc sâu thì nói chung là một là vừa tốn tiền mà vừa tốn công, hai là nó bệnh. Ha. Thì thường thường giống như những cái người ta có nói một cái câu này nè anh em thấy không, hồi còn trẻ thì đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, rồi tới lúc mà có tiền á thì lại là kiếm lại sức khỏe nó không ra ha. Sức khỏe thí dụ như tiền á nó sẽ không làm, nó không lấy sức khỏe lại được ha. Còn nhưng mà bệnh cái á, thì nó lấy hết tiền mình được ha. Nên em cũng chia sẻ cho anh em một cái bí quyết, cái này lúc trước mình cũng có chia sẻ rồi nhưng mà hôm nay cũng lên một cái clip ngắn cho anh em mình. Anh em mình cứ dắt chiều, thứ nhất á, ban ngày của mình nó nắng rất là nắng, sâu đồ nó không có ăn lá cây của mình nổi đâu ha. Sâu bệnh đồ á nó sẽ không bao giờ nó ăn nổi lúc mà trưa nắng ha. Nhưng mà cái lúc mà vừa sụp xuống mát này nè, thứ nhất ong bướm nó sẽ lợi nó bu vô cái cây, ví dụ như cái những cái cây này của mình ha, đang đổ bông, dắt chiều một cái là ong bướm nó sẽ nó bay lại, sâu nó sẽ tường lên nó ăn. Thì thứ nhất á, anh em mình hạn chế bằng một cái cách việc đơn giản thôi, chiều tầm khoảng 5 giờ 6 giờ. Thứ nhất là khoảng 5, cái khoảng 5 giờ đến 6 giờ nó mới hiệu quả nha. Ví dụ như mà còn 4 giờ 3 giờ hoặc là sớm quá thì mình tưới ông trời sương sương rối nó sẽ chưa có ướt cái lá cây của mình kịp, thì cái lúc đó mình tưới xong rồi chút khoảng nửa tiếng là cái cây của mình nó khô, thì sâu ong bướm lúc đó nó còn sớm quá nó dẫn lợi nó đẻ trứng lên được ha, thì nó sẽ xảy ra tình trạng sâu ha. Còn cái lúc mà dắt anh em thấy vừa sụp mát trời xuống anh em mình tưới một cái, nói thiệt anh em mình, em ở đây em xịt sâu rất ít, đa số em xài phân thuốc thì em có tưới nó, tại vì em siêng thì em muốn cây em phát triển tốt thì em sẽ tưới phân thuốc cho nó ha. Còn như mà cái sâu xịt thuốc thì em xịt rất ít ha. Hầu như là một năm của em chỉ xịt có 2-3 cây mai vàng với một cặp kim quýt đó ha. Tại vì cặp kim quýt với mai vàng bắt buộc mình phải xịt ngừa, một là xịt ngừa, hai là xịt này nọ đủ thứ các kiểu luôn ha. Nên sau em đây em rất ít xịt mai chiếu thủy đâu nè ha. Em bắt đèn ngoài đây nghe lên cho nó sáng luôn ha. Nè, linh sam đồ nè, mai chiếu thủy này, hiệu nguyệt quế, thậm chí là mai chiếu thủy như vậy nè anh em thấy không? Khi mà hoa như vậy nè, đó thì nó rất là thu hút ong bướm lại ha, thì nó sẽ đẻ trứng nó thành hình sâu. Nên khi mà anh em mặc chắc chiều mát anh em mình quơ xương cái. Nè, anh em mình tưới một cái vậy là ong bướm của mình nó đâu có lợi đâu, đậu đậu được đâu. Thì nhiều khi mình tưới cái con sâu nó ướt, con sâu nó cũng không có lên luôn nữa. Ha. Rồi khoảng 7 giờ bắt đầu cỡ 7 giờ là cái cây của mình đu lúc này nó không còn nắng nữa ha, nó không còn nắng nữa thì mình tưới ướt nó không có đậu, rồi thêm tối sương xuống cái nữa ướt thêm cái nữa là cái cây của mình nó hạn chế được sâu bệnh rất là nhiều ha. Bệnh bọ trĩ đâu nè ha, sâu nhện đỏ đâu nè, tối vậy nè anh em tưới cái ướt nhẹp nhện đỏ nó chết luôn không chừng đó. Nó bị trôi đi nhưng mà tới hồi nó tới hồi nó đi ra một khúc rồi bây giờ nó mới lên anh em xịt nó mới đi được nè ha, tưới là nó văng con sâu đi luôn. Cái này thì em thấy nó rất là hiệu quả, tại vì em cũng xài, em cũng tưới làm hồi đó giờ rồi chứ không phải là mới đây. Thì nhiều khi sợ anh em mình sẽ không có biết, nhiều khi anh em mình nói tưới giờ nào cũng được hoặc là sáng sớm tưới cũng được. Khi mà em tưới chị em tưới làm xịt dại vô trong đây cái phía trong này à, xịt đại vô phía trong đó cho nó có nó văng ra cũng được được một phần à, là thấy em cái sân của em là em hầu như là em xịt thuốc rất là ít à, nguyệt quế là em cũng ít xịt sâu á. Vậy chứ nhiều khi bình xịt em xịt cái bình xịt nó hư luôn chưa xịt lần nữa. Tưới với cái kỹ thuật tưới không phải cứ tưới đẫm anh em thấy không, anh em để coi cây nguyệt quế của em nè, em tưới nước nè à. Đó anh em coi nè, nó rút ra nè, đó anh em thấy không, một đếm 1 2 3 là cái mặt phân của mình nó đã rút sạch hết rồi anh em thấy không, này coi nè đó. Đó nó đầy rồi ha, tưới như vậy đây mà anh em nhắm cái mô tưới nó như vậy nè em coi nó cho nó tàn ra luôn nè, chứ 1 2 3 là cái cây của mình nó rút liền đó, không 1 2 3 đó nó rút sạch hết rồi. Cái cây mình như vậy á thì nó thoát nước rất là tốt, thì cái cây của mình nó sẽ không có xảy ra cái tình trạng là sẽ bị dư nước là một. Nhưng mà anh em tưới nó rút nhiều khi nó có một cái đường kẽ ở trong cái chậu á, khi mà anh em tưới như vậy thì những cái phần còn lại của nó sẽ không có thấm, nên anh em phải quơ đi quơ lại ha, quơ đi quơ lại 2-3 lần ha. Cái này em tưới mua tươi nó nhỏ lắm nha, em tưới ống mua tươi có nửa ngựa nè, cái ống nhỏ xíu, ống 27 á à. Mấy cây lớn vậy tối xịt vô này vừa vệ sinh được nấm bệnh mà vừa hạn chế bệnh nữa
thì anh em mình nó đâu có mất tốn tiền thuốc nhiều. Đây anh em coi cái chậu này của em gì, cây nào tưới xong là nó sẽ rút liền ha, nó rút nó không có động trên cái chậu của mình. Nhưng mà nếu mà cái cây mình thoát nước tốt thì mình cũng phải là tưới đi tưới lại ha, quơ qua quơ lại để cho nó thấm, đảm bảo cái cây của mình nó sẽ được điều nước nha. Với một cái anh em mình thấy thường thường sao mà anh em cây nguyệt quế nè, cây mai vàng nè, thường khi mà nó chết một hai nhánh á cũng là do liên quan tới anh của anh em mình tưới nha. Tại sao? Tại mà lúc cái cây nguyệt quế với cái cây mai vàng á, anh em mình cười cạy đất mà mình vô phôi á, lúc mà mình trồng phôi cái lợt đầu tiên á thì anh em mình sẽ không có cạy hết đất đúng không, thì anh em mình tưới á, lúc mà anh em mình tưới vậy nè, cái chất trồng của mình là tấu với sờ dừa thì nó sẽ hút nước nhanh hơn, nó thoát nước nhanh hơn. Mình vừa tưới vô cái nó thoát nước tiêu hết trơn rồi đúng không, thì cái cục đất cái nhưng cái cục đất của mình á, nó sẽ bị khô và nó bị cứng, nó không có nước, nó không có vô được trong cái cục đất đó. Anh em thử thời anh em mình lấy một cái cục đất thiệt là cứng ha, cục đất thường của anh em thiệt là cứng, anh em mình lấy cái thau nước anh em mình tưới qua cái đổ cái ào, hoặc là anh em mình có thể là những cái cục đất cứng hơn đó, anh em mình có thể là lấy vô cái thau nước anh em mình ngâm khoảng 2 phút rồi bắt đầu anh em mình dỡ cái cục đất đó lên, anh em mình đập ra thử coi cái cục đất đó nó, phía trong nó có bị ướt không ha. Thì cái cây mai vàng của mình, cây nguyệt quế, cây kim quýt, cây cần thăng, cây sam núi đồ cũng y gan như vậy luôn, tại vì cái cục đất nó nằm ở trong đó, nó nằm ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ thì nó sẽ hình thành, nó thành rất là cứng, nó y gan như cái một cái cục đất, y gan như một cái cục than đá luôn ha, y như một cái cục than đá thì nó sẽ không bao giờ nó thấm nước vô trong được cái cục đất đó hết. Thì lâu ngày vài tháng vậy những cái rễ nuôi cái cây đó, cái rễ trong cái cây của mình 10 rễ thì nó sẽ nuôi 10 nhánh, 20 rễ nó sẽ nuôi 20 nhánh, nhưng mà vô tình 5 cái rễ nó nằm ở trong cái cục đất đó mà nó không hút nước được dài ngày, dài hạn quá 3 4 tháng 5 7 tháng cái cục đất đó nó không có thấm nước thì cái rễ đó nó sẽ không có hút được nước, thì bắt buộc nó phải bỏ cái chi cành đó thôi ha. Cái sao này ha, tưới mấy cây sam này mỏi, bởi vì em tưới một cái là rất là lâu, em quơ qua quơ lại nè, em quơ hết cái này rồi em quơ tới cây kia để làm chi, để nó thấm, nó rút vô cái cục đất đó từ 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 thì cây của mình nó sẽ được hạn chế là bỏ cà cành chết chi đó. Một số anh em lâu lâu cái sao tự nhiên cây của anh đang sống khỏe vậy tự nhiên có con cành nó chết tiêu đó ha, thì đó là cái trường hợp đó đó, nó như quơ về cái họ em phải đi em tưới lượt hai lần, em tưới cái lần cây của em được tưới lận cây tiếng mấy. À, như cây mai nè anh em để ý cái cục đất nè, nó phía trong nó có một cái cục đất đó, anh em thấy không, cái cục nhân đất á, tưới tưới phải tưới từ từ cho nó thấm vào cái cục đất đó, nó đủ nước ha. À, quơ đi quơ lại tưới xong rồi họ phải tở lại tưới nó một cái nữa ha. À, chứ nó ướt toàn là nó ướt cái chất trồng cấu sơ dừa, cái chất trồng mà xốp á mình bỏ vô không hà, còn cái cục đất ghim của nó, cục đất mà lúc mà mình đứng ở dưới đất lên á, cục đất nó sẽ không có thấm được, nó thấm rất là lâu. Thì anh em mình có thể thử, anh em mình về ví dụ như nhà anh em mình có cái cây nào chết hay gì á ha, hoặc là một cái cục đất nào nó cứng, hoặc là những cái cây nào mà nó đang bị hư như vậy đó, anh em mình cựa ra lấy một cái cục đất của nó, anh em bỏ vô cái thau nước anh em ngâm cỡ 2 phút, ý mà anh em mình bỏ vô cái thau nước luôn, anh em ngâm nó 2 phút mà nó còn chưa thấm thì lấy đâu mà anh em tưới nó, tưới quơ quan cái chưa được 1 phút thì lấy đâu mà nó thấm ha. Như cái bầy sam này cũng vậy nè, cái bầy sam của em nè, ở trong đây là nó còn một cái cục đất, cái cục đất rút nước người ta sắp đế làm giống như cái tô vậy đó, người ta để cục đất nó xuống, người ta dọn cái cục đất nó rất là cứng, bắt đầu người ta để rễ lên, người ta sắp đế thì phía trong đây nó còn một cái cục đất mà cái chất trồng của mình ở ngoài là cái chất trồng rất là xốp, thì khi mà tưới nó chỉ cái bầu của mình nó chỉ bị dư nước phía ngoài thôi, còn thật sự cái cây của mình nó bị thiếu nước. Nhưng mà anh em cứ ghim cái cây lên, cái anh em mình nói ủi cây này nó nặng quá nó bị dư nước, nhưng mà thật sự nó khô tại vì nó khô cái cục đất ở phía trong, và cái cây của mình là một cái cây non, nó chưa ra rễ được phía ngoài. Mình mới mua cái cây về mình cạy đất ra đó, mình cạy ra mình chùa cái cục nhân, thì cái lúc đó nó đâu có vô tưới, đâu có vô đâu. Như cái cây sam này cũng vậy nè, đây anh em, phía trong đây là phía trong cục đất nè đó, còn phía ngoài đây là chất trồng tấu sơ dừa nè ha. Nhưng mà khi mà mình tưới ở ngoài đây nó dư nước, nó nhiều nước phía ngoài đây, nhưng mà cái cây sam này mới có 2 tháng thôi, rễ nó chưa có ăn ra ngoài đây, thì khi mà anh em tưới ướt ở ngoài đây nhưng mà cái chỗ trong đây nó lại bị khô thì nó sẽ xảy ra tình trạng là chết cành hư nhánh, là cũng một số cái đó đó anh em ha. Nên khi mà anh em tưới cũng rất phải kỹ. Cái này á, cái anh em mình sẽ chia làm 2 cái cử tưới cho em đi. Một á, là anh em mình buổi sáng là anh em mình chia thành một cái buổi chính ha,
tưới cho sáng là mình phải tưới cây nào cũng phải ướt đẫm hết ha, tưới đi tưới lại tưới hai quơ qua quơ lại vậy nè đó, quơ cây này xong rồi phải không, cho cây này nó thấm đi rồi cái hồi tỏi lại quơ nó ha. Đó, quơ đi quơ lại tưới thiệt là kỹ. Còn cây nào mà ví dụ như tưới nhiều mà sợ nó dư nước á, thì mình mới mốt mình rút kinh nghiệm, mình có thể là lần đầu tiên mình sẽ vô cái chậu nhỏ cho nó ha. Đó, quơ đi quơ lại cho nó thấm thiệt là thấm mới được ha. Với tưới buổi chiều, buổi sáng là buổi tưới buổi chính, còn buổi chiều á là mình cố gắng như bây giờ nè, vừa phức mát xuống hồi nãy em giải thích cho anh em mình rồi đó ha. Chiều xuống cái quơ một cái là ok, bảo đảm với anh em mình là rất là ít sâu bệnh, thậm chí cả mai vàng luôn, ở đây mai vàng cũng vậy, mai vàng em cũng tưới như vậy luôn nè. Cây em bây giờ ví dụ như nó vẫn còn ướt nhưng mà em chỉ quơ xương ha, chủ yếu là cho đừng có sâu bệnh thôi nè. Giờ ví dụ như sâu nó đang ăn, nó đang ra, hoặc là con bướm nó đang lại nó chơi, nó đẻ trứng thì con bướm đẻ trứng thì nó sẽ hành sâu, em quơ vậy cái ướt nhẹp nó đâu có loại được ha. Cái đó thì giống như cái kinh nghiệm thường xuyên để mình rút kinh nghiệm thôi. Quơ xương qua cái gọi một là quơ xương, tác dụng của nó rất là hay ha, đuổi được sâu bệnh nè, ong muỗi nhện đỏ bọ trĩ đâu nè, mấy nhện đỏ nhện nó lú ra cái em tưới cái là nó rớt đất hết rồi ha, nó cũng không có ăn được cái cây của mình, hạn chế ha. Rồi ướt nó cũng có thể là chết được một phần nữa nè. Cái thứ hai nữa là làm hạ nhiệt cái cây của mình, cái cây của mình nó chịu đựng nắng nguyên một ngày nay rồi, bây giờ chiều mình tưới cái nó mát y gan như mình tắm vậy đó. Ha, chiều cái mình tắm cái cho nó mát, cái làm gì làm ha, quơ đi quơ lại. Rồi thì bữa nay ngày mơi chắc có thể em sắp xếp em đi Sa Đéc chơi với mấy anh em Sa Đéc ha. Rồi có gì lên tỉnh cũng trưng bày cây đồ, nhưng mà làm ở trong hội nhóm á, cũng nhỏ tương đối, tại vì trong câu lạc bộ mà, thì em cũng chắc có thể em dự tính em lên tỉnh em vô luôn, nếu mà em có lên tỉnh thì em sẽ quay clip chơi cho anh em mình ha. Rồi còn ngày nay thì em, tại vì em đi đám buổi trưa về cái mệt quá, cái nằm nghỉ cái mới ra tưới cây ha, cái chuẩn bị đồ này nọ đâu cái không có làm clip kịp, nên sẵn tưới rồi mới nhớ đến anh em rồi mới làm clip luôn ha. Thì để cho anh em mình xem cái nào hay để anh em mình lấy làm kinh nghiệm, chịu vậy nè, mát cho tưới khỏe ghê nè. Nhà em bắt đèn sáng tưng à, tối là em bắt đèn nó sáng tưng như nè, cái em ra em làm buổi tối cũng thường, bên đây giờ ra anh em như ban ngày giờ ra làm khỏe ban ngày, bởi vì cái con mình em mà em làm tới ngàn mấy chục cây, ngàn mấy trăm cây nên làm mấy kịp, đa số là em sẽ làm buổi tối ha, buổi tối nó mát trời cái em ra đó em làm, em bắt đèn sáng. Chứ anh em thấy không, con mình em mà em làm cái số lượng cây vậy ai cũng nói ở đây chắc lính nhiều lắm mới làm nổi, mà thật sự con mình em à ha. Rồi cũng chia sẻ cho anh em mình một đoạn clip khoảng 13 phút ha, em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem, và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều. Cô chú anh chị em mình có thời gian rảnh á, anh em mình có thể là qua bên cái kênh nhỏ của em xem lẫn những video đó ha, cho em đủ giờ xem để mở mấy cái bật kiếm tiền đồ lên nha anh em. Em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ủng hộ em trong thời gian qua thêm một lần nữa rất là nhiều.